Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang xem video của em Định. Và video ngày hôm nay các anh chị cùng với em Định mình cùng đi đến công trình dự án căn hộ nhà ở xã hội hot nhất hiện nay nha. Nào, chúng ta cùng đi thôi. Vâng, đó chính là công trình nhà ở xã hội ESR Residence Quy Nhơn, hay còn có một tên khác đó chính là khu nhà ở thiết kế công đoàn của tỉnh Bình Định. Đó chính là cái công trình ESR Residence Quy Nhơn đó các anh chị. Đó, thì công trình ESR Residence Quy Nhơn nó là công trình nhà ở xã hội rẻ nhất ở tỉnh Bình Định hiện tại. Chỉ với 150 triệu là các anh chị đã sở hữu cho mình một căn hộ ESR Residence Quy Nhơn rồi ạ. Và ESR Residence được ngân hàng cho vay tối đa đến 80% trong thời hạn là 20 năm. Thì trong thời hạn 20 năm này, mỗi tháng các anh chị chỉ cần đóng khoảng là 3,3 triệu thôi là đã có thể là sống hạnh phúc an nhiên trong cái căn hộ của mình rồi ạ. Vâng, ESR Residence mặc dù nó là căn hộ nhà ở xã hội giá rẻ nhưng mà nó vẫn có sở hữu cho mình đầy đủ những cái tiện ích như là phòng khám, siêu thị, đài phun nước, nhà thi đấu thể thao, nhà văn hóa và còn nhiều cái tiện ích khác nữa ạ. Và bây giờ em mời các anh chị mình cùng đi dạo một vòng xung quanh dự án căn hộ ESR Residence Quy Nhơn để cùng tham quan dự án này nha. Rồi, em vừa dẫn các anh chị đi dạo một vòng ở công trình ESR Residence Quy Nhơn. Cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi video của em Định và hẹn gặp lại các anh chị trong những cái video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.